nay có mấy cái vé mời được đi ăn cho nên mấy chị em đi ăn tối. Hôm nay trời mưa cho nên đi ăn nướng cho nó ấm áp. Nhưng mà bên này mình ăn nướng, vợ chồng đây mình chỉ nên ăn nướng là cá, quẹt cá. À, mình ăn ở đây á, ông này ổng rất là thèm thịt cho nên là ổng đúng không thầy, thịt thịt ngon không?